Những nền nhà trơ trọi, góc vườn, góc ruộng chỉ còn sót lại là những thanh tre, thanh luồng vốn trước là mái nhà êm ấm. Nơi nào lũ đi qua, đất đá sạt lở, nhà cửa, cầu cống, đường xá, đường dây điện, hệ thống các công trình thủy lợi tan hoang, không biết bao nhiêu sinh mạng con người đã bị lũ cuốn trôi. Chỉ tính riêng trong đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Bắc đã có 30 người chết và mất tích. Ngoài ra, có tổng cộng 217 ngôi nhà bị sập và hàng nghìn nhà bị ngập. Về thiệt hại kinh tế trong nông nghiệp, theo thống kê, có tới hơn 1.300 con gia súc và hơn 27.000 gia cầm bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm diện tích 59.000 hectare hoa màu bị ngập úng trên khu vực đồng bằng sông Hồng. Một thiên tai gần như lặp lại theo chu kỳ mà hậu quả ngày càng nặng nề, nhưng đến nay vẫn không có cách gì hạn chế được. Đưa ra cái bản tin về cảnh báo thì mới chỉ là một cái biện pháp phi công trình để nhằm để giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chúng ta có thể chủ động làm trước những cái phòng tránh thiên tai, nhưng mà chúng ta chưa thể giảm nhẹ triệt để được cái rủi ro thiên tai. Trong năm 2017, thiên tai đã gây thiệt hại cả nước trên 60.000 tỷ đồng. Chỉ nửa đầu năm 2018, dù chưa vào mùa mưa lũ chính, nhưng cũng đã thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng. Nếu lũ lụt bình thường, cả con sông, nước sông là dâng lên, như ta vẫn cảnh báo là gì? Báo động cấp 1, báo động cấp 2, báo động cấp 3, thì nước nó dâng lên thì bình thường. Nhưng mà nếu như mà gọi là cái lũ ở các vùng núi ấy, thì là rất nguy hiểm. Người ta gọi là các hiện tượng xảy ra lũ ống, lũ quét. Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Dự báo năm nay, Việt Nam sẽ hứng chịu 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cùng khoảng 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền. Như vậy, nước ta vẫn sẽ phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ mang lại.